Tỷ lệ nợ xấu được kéo xuống thấp chỉ còn dưới 2%. Công trình thủy lợi hàng chục tỷ đồng tại Tuyên Quang chưa phát huy hiệu quả. Mỹ khẳng định không dội ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Kính chào quý vị, quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức nổi bật có trong bản tin kinh tế tài chính hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau rất nhiều nỗ lực của chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam, đến nay tỷ lệ nợ xấu đã được kéo xuống thấp chỉ còn dưới 2%. Chỉ trong vòng 2 năm qua, đã có gần 237.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý, bằng 80% số nợ xấu mà toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý được trong 5 năm trước đó. Tính trung bình, mỗi tháng gần đây, toàn hệ thống được giảm được 96 nghìn tỷ đồng, cao hơn gấp đôi số nợ xấu được xử lý trong giai đoạn 2012-2017 khi chưa có nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu. Để xử lý nợ xấu triệt để hơn, theo Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian tới, khuôn khổ pháp lý về hoạt động tiền tệ ngân hàng, cơ chế chính sách hỗ trợ cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, quy định về quản trị, điều hành, quản lý rủi ro của các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, ngày 11 tháng 10 năm 2019, Bộ Thương mại Mỹ DOC đã thông báo trên hệ thống nội bộ về quyết định sơ bộ của đợt ra soát thuế chống bán phá giá lần thứ 15 BOR15 cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018, đối với sản phẩm cá tra, cá ba của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Theo đó, mức thuế sơ bộ cho bị đơn bắt buộc là 0,00 đô la Mỹ một ký thuế suất cho bị đơn tự nguyện cũng là 0,00 đô la Mỹ một ký, thuế suất toàn quốc là 2,39 đô la Mỹ một ký. Mức thuế này thấp hơn rất nhiều so với kết quả cuối cùng của đợt ra soát trước đó. Theo thông báo, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng trong vòng 120 ngày kể từ ngày ra kết luận sơ bộ, dự kiến vào khoảng tháng 2 năm 2020. Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan của Việt Nam tiếp tục tham gia hợp tác đầy đủ với DOC và Bộ Công Thương trong các giai đoạn tiếp sau của vụ việc để bảo đảm kết quả cuối cùng khả thi tích cực. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9 năm 2019, xuất khẩu thủy sản đạt 731 triệu đô la Mỹ, giảm 10,1% so với tháng 8 năm 2019 và giảm 5,3% so với tháng 9 năm 2018. Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản đạt 6,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2018 đáng chú ý trong tháng này, xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường lớn giảm so với cùng kỳ năm 2018, trừ xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan tăng. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, mặc dù trị giá xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đạt 1,08 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu của Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương trong tháng 9 năm 2019, xuất khẩu trao quả của cả nước đạt hơn 272 triệu đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng 8 năm 2019, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9 vừa qua, xuất khẩu trao quả đạt 2,81 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong thời gian này, mặc dù xuất khẩu trao quả sang các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Australia, Lào tăng mạnh, nhưng vẫn không đủ bù đắp cho mức giảm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lý do xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc chỉ đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ giảm 14,4% so với giới cùng kỳ năm 2018 tỷ trọng xuất khẩu giảm 7,3 điểm phần trăm so với giới cùng kỳ năm 2018 bản tin tiếp tục với một số tin trắng đáng chú ý khác hiện nay giá thịt heo trên thị trường dao động từ 55.000 đến 60.000 đồng một ký giá heo hơi lợn một còn 58.500 đồng một ký so với giá trong chương trình bình ổn thị trường thì giá thịt heo trên thị trường hiện tăng 8,5% Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4.000 tấn, vào dịp Tết sẽ tăng khoảng gần 5.000 tấn. Còn tại Hà Nội có nhu cầu tiêu thụ khoảng 650 đến 700 tấn thịt heo một ngày, tương đương khoảng 270.250 đến 280.500 tấn một năm. Do dịch tả heo châu Phi nên sản lượng thịt năm nay ước đạt chỉ 200.000 đến 220.000 tấn một năm, đạt khoảng 60 đến 65% nhu cầu tiêu thụ của Hà Nội. Do vậy, người dân thành phố sẽ thiếu hụt 90 đến 100.000 tấn thịt heo. Trong tháng 9 năm 2019, xuất khẩu sang các thị trường có ký kết FTA với Việt Nam, đa số đều đạt mức tăng trưởng tốt như xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 10%, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 8,1%. Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã tận dụng tốt các ưu đãi về thuế quan trong các FTA đã ký kết để mở rộng các thị trường xuất khẩu mới. Vì tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA với các cam kết cắt giảm thuế quan của các đối tác đối với hàng có xuất xứ Việt Nam cũng làm tăng khả năng cạnh tranh và giúp hàng hóa của Việt Nam mở rộng thị phần tại các thị trường đối tác. Đến nay có 665 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đến từ 40 tỉnh thành phố của cả nước được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường Trung Quốc. Tất cả các lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc phải đi kèm chứng thư an toàn thực phẩm và được xác nhận bởi cơ quan quản lý phía Việt Nam. Các lô hàng không xuất trình được chứng thư an toàn thực phẩm sẽ không được phép thông quan hiện các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện hiệu quả bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Giám sát chất lượng Kiểm nghiệm và Kiểm dịch Trung Quốc về kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất nhập khẩu. Để phục vụ tiết tiêu sản xuất nông nghiệp cho người dân xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh tuyên quang đã quyết định đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình đập thủy lợi khuôn lù với giá trị gần 15,6 tỷ đồng. Sau hai lần gia hạn thời gian thi công, đến nay công trình này đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa phát huy được hiệu quả. Là một trên 12 đập thủy lợi của dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi xã Trung Trực, công trình đập thủy lợi khuôn lù được xây dựng từ tháng 5 năm 2010, tuy nhiên đến tháng 4 năm 2015, công trình mới hoàn thành. Không những thế, đến tận tháng 1 năm 2019, chủ đầu tư mới ký kết biên bản bàn giao cho Ủy ban Nhân dân xã Trung Trực, nhưng lại không bàn giao biên bản và hồ sơ hoàn công công trình. Theo tìm hiểu do chậm bàn giao nên công trình không có đơn vị quản lý khai thác và bảo vệ. Nhiều hộ gia đình tự ý nuôi trồng thủy sản trên mặt hồ, nhiều đoạn kênh đã bị hư hỏng, nhiều chỗ nước bị rò rỉ. Một số vị trí tuyến kênh bị đất dùi lắp không có khả năng dẫn nước. Hẹn mà muốn lấy thì phải lấy lấy đất phải chít. Nó bây giờ cái đáy với cái kênh nó không ăn nhau. Hết. Đây kênh nó cao hơn đáy bây giờ. Đi chúng, đấy, đầu ngoài kia thì cao hơn. Đấy, đây thấp hơn là mở thế nó chúng. Nước nó được về đây. Tạo của cô cạn nhá, không có một tí nước nào. Ôi rồi mà đi lấy nước mưa nghe, cứ phải mang đi một tải đất Mỗi một cái kênh đấy phải cho một tải đất mới hết à Thế thì xem thế nào được mà nó toàn ùn tắc từ trong kia ra Gia đình bà Trần Thị Thoa nằm cách công trình thủy lợi khuôn lù khoảng 500 m Đoạn kênh dẫn nước đi qua diện tích đất của gia đình bà bị trũng Nước thường xuyên chảy tràn ra ngoài và tràn vào khu vực chăn nuôi của gia đình Gia đình bà đã phải tự bỏ tiền để xây thêm một hàng gạch lên trên thành kênh dẫn nước. Chả nó nó chảy hết xuống đây chảy to đó Nằm lúc nào nằm kém chất lượng mà cái anh nào quay như vậy. Cái chỗ này nằm trũng quá, chỗ kia cao quá không bao giờ nước về được. Ruộng lúa của gia đình ông Đào Văn Sẩm cũng nằm ở điểm cuối của tuyến kênh dẫn nước từ hồ thủy lợi Khuôn Lù. Nhưng từ nhiều năm nay, gia đình ông và nhiều hộ dân trong thôn vẫn phải bắt nước từ hệ thống thủy lợi cũ của xã nằm cách khu ruộng của gia đình ông gần 2 km để dùng. Nếu mà để mà thông sang đây mà để cho dân làm ruộng đây là không có. Không có một tí nào luôn còn còn cứ bảo làm đấy bao nhiêu là tiền nhà nước bao nhiêu tỷ bao nhiêu tỷ có về được tí nước nào ở ruộng ở đâu ủy ban dân huyện cũng đã làm việc với nhà thầu thi công công trình và cũng đã yêu cầu nhà thầu thi công công trình là khẩn trương khắc phục những cái tồn tại về vấn đề kỹ thuật cũng như là khắc phục những cái hư hỏng để hoàn thành sớm cái những cái việc khắc phục này trong tháng 10 Công trình đạp thủy lợi khuôn lù với số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng chưa phát huy được hiệu quả, không đảm bảo cung cấp nước sản xuất cho người dân như mục tiêu đã đề ra. Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cần có giải pháp khắc phục tình trạng trên, sớm phát huy được hiệu quả của công trình. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho rằng giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại giữa nước này với Trung Quốc không nhất thiết phải hoàn tất vào tháng tới. Bộ trưởng Ross khẳng định thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc phải là một thỏa thuận thỏa đáng và không nhất thiết phải được ký vào tháng 11. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng hơn cả đó phải là một thỏa thuận phù hợp khi được đưa ra. Cũng theo người đứng đầu ngành thương mại Mỹ, các biện pháp thuế quan dự kiến có hiệu lực vào tháng 12 tới và tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc không phải là những vấn đề được đề cập trong giai đoạn 1 của thỏa thuận. Tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 19 tháng 10 bày tỏ tin tưởng về khả năng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ được ký khi diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thế Bình Dương Á-Bắc diễn ra tại Chile từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 11. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa giới chức Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra rất tốt đẹp. Bộ trưởng dầu mỏ Iran, ông Bishan Namda Zangane tuyên bố, Mỹ đã thất bại trong việc gây áp lực giới ngành dầu mỏ Iran thông qua các lệnh trừng phạt. Theo ông Bizan, thời gian qua, Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn sự phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran. Tuy nhiên, số lượng hợp đồng mà Iran ký kết giữa các khách hàng mua dầu vẫn tăng lên, trong khi nhiều dự án trong lĩnh vực dầu mỏ của quốc gia này vẫn được thực hiện sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt. Bộ trưởng dầu mỏ Iran nhấn mạnh, việc thăm dò dầu khí vẫn được chính phủ Iran tiến hành trên khắp đất nước. Hồi đầu tháng này, ông Bizan cũng đã tuyên bố sẽ làm mọi cách để Iran có thể xuất khẩu dầu bất chấp các áp lực từ Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục cho đến tháng 7 năm sau, trong bối cảnh ngân hàng này xác nhận dự báo về đà phục hồi kinh tế tiếp tục khiêm tốn trong năm 2020. Trong báo cáo vừa công bố, ngân hàng Cối Manh Sách nhận định BOK không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm lãi suất chủ chốt vào tháng 7 năm 2020, trừ phi Mỹ và Trung Quốc nhất trí chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài vào thời điểm đó. Hiện nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc đang gặp khó khăn với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cũng như tình hình tiêu dùng ảm đạm trong nước. Tuần trước, BOK đã hạ lãi suất chủ chốt từ mức 1,5% xuống 1,25%, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong vòng 3 tháng. Bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát Thanh và Trung Hình Long An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.